xin chào các bác. Hôm nay mới vừa làm mấy cái cây chuối rẻ rẻ thì hôm nay khoe bác một cây giá trị hơn tí, đó là cây tường vi. Tường vi thì các bác nhìn nó có khủng nha, tổng chiều dừa cao của nó mà hoàn thiện nó chỉ tầm 40 thôi, 40 phân thôi. Đấy, 40 50 phân thôi. Nhưng mà cái đoạn này này, cái đoạn cục u biếu này nó khoảng 20 phân. Thì bác nhìn này, vành của nó, bệ của nó, chân bệ như kỳ lân. Một cái hàng cực hiếm mà em rất là thích. Tường vi bác nhá, cái hoa tường vi. Đầu tiên là nói cái bệ của nó nhá. Nói cái bệ của nó nhá. Đấy. Nói cái bệ của nó. Chân bệ các bác nhìn này. Giống u cục, giống con kỳ lân không? Đấy, mặt nào cũng có cái nét đẹp riêng của nó. Mặt này thì thiếu tí nhưng mà lại thiếu tí bệ nhưng nó lại bù lại, nó cũng khá là ok. Đấy, các bác nhìn này, bác nhìn này. Đấy, tiếp theo lên đến các bạn thân của bạn, các bạn này này, như bị ung thư, rất là nhiều u biếu, rất nhiều u biếu. Đấy, lên trên một tí thì cắt cái ngọn đi, cái sẹo kia thì nó đang gần, nó đang liền. Và giật một cái ngọn lên, cắt giật lên. Đang có hai cành một ngọn rồi. Hai tay hai bên một ngọn lên. Đấy, thì đang thả sổng. Nó có thể sẽ có hoa, mấy ngày nữa có thể sẽ có hoa. Đang thả sổng để cho tay nó to quá. Để làm ấy. Đấy, thì sơ sơ cái cây này thế một tí. Rồi làm nốt một cây chuối rẻ rẻ trước còn thiếu. Các bạn nhá. Đây, một đống luôn. Ông dưới hôm trước làm đấy, cái ông này thì tôi cắt bỏ cái tay này đi rồi. Đấy, lúc mua về thì nó chả có gì đâu, nhưng mà làm dần thành như thế này. Đấy, bây giờ là làm nốt một cây nữa các bác nhé. Đấy, làm nốt cái cây dưới, để tiền những cái dưới này cho có tí nghệ thuật hơn. Có tí nghệ thuật. Đấy, đang định làm thì lại phải bế con bé. Thôi đặt nó lên cái xe để làm tiếp các bạn. Nhưng mấy cây nhiều khi nó cũng điện thoại gia đình một tí. Con nhỉ? Để bố làm tí nhé. Ôi à, đi lang thang chơi đây. Lắm còn nhiều cháu nhít nhít. Không làm cái gì đâu. Không làm cái gì. Lại phải vội vội tí đi các bác. Vội vội tí. Cái này lá nó đang đẹp nhưng mà không đi tuốt vội. Đang đẹp lá. Ô, thằng kia đi đâu đấy? Oh.
dần dần này. Vậy vậy thì ấy được. Ta ta gì? Đây con. Này cho con này. Đấy. Đây đây. Này cắt cụ này. Cắt cụ này. Ồ. Đấy, làm một tí không xong rồi. Đây, con cháu nó còn bé quá các bạn. Nhà thì nhiều người. Muốn làm cái gì cũng khó. Đang định tỉa tí mà lung tung. Mà mấy cái tay buông hồi đầu về đây mà nuôi thả đây. Đấy. Các bác mệt nhọc quá, bỏ dây đi. Dưới này thì làm nốt thôi, chủ yếu là khoe cây tường vi các bạn. Tường vi này. À đây này. À không phải hoa. À đống hoa đấy, vác nụ này. Có nụ đấy, có nụ. Nụ rồi. Đó, mùa này mùa hoa tường vi không bác? Đây này, lúc nào có hoa thì không biết có phải hoa nhỉ. Có thể là sẽ là mầm hoa các bác. Thì lúc nào mà có hoa thì em sẽ lại quay khoe các bác, và lúc nào mà thay đổi cái cây này thì lại quay khoe các bác. Xong cái cây dưới này đã xong rồi, quay lại cây tường vi một lượt. Đấy, bé con này mệt mỏi quá, vừa nãy tranh thủ lấy được mấy quả vải thì nó biến nó đốt cho bộ suýt, nó đốt nó đái cho, mà ong thì nó đuổi hết té tua. Trồng manh mún nhà, trồng cây chợ ăn quả, trồng tự cung tự cấp mà bác. Được quả nào thì ăn quả đấy, tự nhiên lại được mua, lại phải ăn. Đấy. Cái này thì cũng khá là nghệ thuật đấy các bác, cũng không đơn giản. Cho vào cái chợ đẹp đẹp thì cũng hay phết đấy. Hay phết đấy. Hay phết. Tất nhiên nó không phải, cái chậu này nó không hợp, nhưng mà lúc chả có gì trồng vào đây.
Đấy. Đấy. Em tỉa nốt, rút nốt tí răng nó ra, em bắt nhé. Này nuôi thì mới rơi. Tạm thời thế các bạn, hàng rẻ tiền. Bây giờ sang ông Tường Vi nhá. Đấy, tiếp tục phải con nào. Tường Vi này cái đã. Cái sẹo này này các bạn, muốn liền cái sẹo này để nuôi mấy cái mắt này, nuôi mắt quanh mấy que mắt quanh cái sẹo này, nó mới nhanh liền cái sẹo này, nên em không cắt bỏ cái này hộ. Khoe thôi chứ chưa làm gì được, nó còn là đang thả sổng, cố gắng chơi một lứa hoa đã không làm, tay cảnh nó khỏe lên, nói chung là cốt rụt dịt 20 phân, một ba tay một ngọn, hai tay một ngọn rồi, toàn đa ngon lành rồi, trực rất khỏe, rất u cục và tỷ lệ rất là ngon sai các bạn, rất là thích cái cây này, rồi em mua cây này thì mặc mọi giá là em phải mua cây này. Đấy, đắt rẻ không quan trọng, quan trọng là mình mê quá. Nhiều khi các bác đừng có hỏi giá, em cũng phải nhắc lại. Mình mê ấy, thì giá nó là giá của mình. Mình mua có đắt mấy mình rất là vui. Đó nhá. Đấy.
Đấy. Phía này rất u cục. Rất u cục. Các bạn nhé, thì cũng chia sẻ các bác chứ chả dám nói là dạy dỗ ai. Cái kinh nghiệm mình nhìn thấy đó là muốn làm liền liền những cái sẹo kia kìa bác này, thì cái vết cắt kìa, phải tại những cái vết cắt kìa. Đây, ví dụ vết này thì các bác nên để thả những cái mắt ở xung quanh đấy, thì sau nó sẽ có thịt nó đắp vào những cái vết thương này rất là nhanh, chứ không mà không nuôi những cái mắt đi để thì lâu vô cùng, gần như là có thể là không thể nào mà kín được. Còn cái chuyện thuốc thang thì là vấn đề khác, hoặc là đắp giấy bạc, đắp gì đó để bảo vệ vết thương thì là chuyện khác. Đấy, còn cái kỹ thuật mà chính nó nuôi nó thì là nuôi cái mắt đấy, hoặc là người nước ngoài thường người ta không cắt ngay như một cái vết cắt như thế, mà người ta cắt dần dần, cắt một hai đợt, cho khi nào nó cắt một nửa thì rồi khi nào nó liền, cắt một nửa khi nào nó liền, cái nửa dưới thì họ cắt nốt cái nửa trên thì rất là nhanh, vì nó vẫn là thịt của mắt, nó vẫn còn cái cảnh nó nuôi. Đấy, ví dụ là như thế. Nhìn cây này thì bản chất là mai khoe và là nốt cái dưới kia. Đấy, thì một cây đẹp thì nên chia sẻ các bác, chia sẻ với các bác. Đấy, em thực sự em rất là thích chia sẻ thế. Còn cái chuyện làm hay không thì, hoặc là các bác tào lao thì thấy em tào lao quá thì cũng xin lỗi các bác nhé. Rồi, chúc các bác một ngày buổi tối vui vẻ nha, sắp tối rồi nha, ăn cơm ngon nghẻ nha.